thấy đàn ông nào mà quen bạn gái cả năm rưỡi mà tặng con cây son, mà không biết cây son nó thiệt hay giả dỏm nữa. Vậy chia tay đúng rồi em. Giải hoài vậy trời, chú ký vậy. Anh có món quà tặng cho em. Dạ, nhưng mà trời ơi, cô cao quá, đứng đo chiều cao chút coi. Sách vô. Rồi, mời em gái. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời em gái giới thiệu. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Lê Thị Cẩm Tuyên. Hiện tại thì em 22 tuổi và em đang làm việc tại siêu thị điện máy Chợ Lớn quận 5. Công việc của em là nhân viên tư vấn bán hàng và chuyên ngành của em là bán tivi ạ. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Tiền Giang, chị Cái Bè Tiền Giang. Rồi, mời bạn trai bên kia. Dạ, chào Quyền Linh và chị Cát Tường và chào mọi người ở đây. Em tên là Trần Hữu Tài, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là huấn luyện viên phòng gym. Quê em ở Kiên Giang và làm việc ở Cần Thơ. Cái Bè thì cũng gần Cần Thơ, không sao cả. Dạ. Nhưng mà giờ khúc yêu nhau này, nếu mà xa quá em có ngại gì không em gái? Dạ, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng đổi, mấy đèo cũng qua. Hay chị. Quá. Thời buổi công nghệ mà lo gì ha. Dạ đúng rồi. Ưu điểm, khuyết điểm của em? Dạ, ưu điểm của em thì em nấu ăn ngon, vui vẻ với hòa đồng với tất cả mọi người. Nhưng mà bề ngoài em nhìn có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng mà tiếp xúc gần thì thấy em dễ gần hơn. Công việc của em là nói chuyện nó nhiều á, nên là em cũng thích tiếp xúc với nhiều người khác nhau, dễ chia sẻ tình cảm với nhiều người khác nữa. Dạ, khuyết điểm của em chắc có lẽ em ăn nhanh. Một bữa em ăn mấy chén cơm? Dạ, một bữa em ăn có một chén một nhưng chén. Mà mới vô nhìn như tưởng ham ăn lắm, ai ngờ ăn ào luôn. Ăn bao mấy phút? Dạ, chắc tầm khoảng phút là xong á. Khoảng phút là xong á. Cái gì? Một phút sao kịp nhai nuốt? Rồi vậy người ta vô tao bạn ăn, tao chưa ta chưa kịp ngồi cầm đũa nữa là em quất xong rồi đó hả? Dạ. Nói tóm lại cái này mà về nhà chồng nó cũng nó không được thuận lợi lắm. À, bà già chồng mới giới thiệu, dạ đây giới thiệu con dâu tôi. Con dâu nói dạ mời cả nhà ăn cơm. Dạ con xong. Thôi ăn vậy đâu bao tử lắm em ơi. Đâu bao tử đó. Ăn từ từ nha. Giới thiệu về mình đi. Dạ, ưu điểm của em là nấu ăn, biết bartender, dễ tiếp xúc và học hỏi. Khuyết điểm là gì? Có thể nói là hơi gia trưởng chút. Hay nóng tính. Em mà nóng tính hả? Sao em thấy em nhẹ tính lắm mà. Không, khi mà em không cười hoặc là khi mà em cáu vào lên à, mọi người không dám đứng gần em. Em có ăn nhanh không? Không, em ăn rất chậm. Em ăn một chén mấy phút? Ví dụ như là ăn được thảnh thơi thì ăn cũng khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng? Bên này ta ăn có một phút à. Hình như cái giọng nói cô gái bên kia rất là mạnh mẽ. Giọng rất là cứng như là rất đàn ông. Còn giọng bên em rất là nhẹ nhàng, quyến rũ. Hả? Bên đây nhẹ nhàng lắm. Có tài lẻ gì không em? Tài lẻ thì cũng nhiều, em có thể vẽ nè, hoặc là pha chế và nấu ăn thôi nha chị. Rồi thôi bây giờ biết văn nghệ gì không? Hai bạn mình làm một bài văn nghệ cho nó thay đổi không khí đi. Dạ, nhà em thì có truyền thống hát cải lương chị. Cải lương hả? Dạ. Rồi vậy là... thì làm cải lương liền. Vậy là con nhà nòi hay sao? Dạ, chị nghe em hát đi ha chị ha. Rồi. Dạ. Từ là từ phú tướng, bảo kim sắc phong lên đàn, vào ra luôn trong tình trạng năm canh mơ màng. Nhà nòi hả em? Sao em nói em con nhà nòi hát cải lương? Dạ em nói là em thích nghe cải lương và em nhà nòi, chứ em không nói là em hát cải lương hay chị ơi. Trời ơi, em gái xinh đẹp, em hát em anh phải chạy qua liền luôn đó. Tại anh nghe nhà nòi đó. Dạ. Công nhận nòi thiệt. Anh qua anh nhìn thấy ấn tượng liền em gái em trai. Dạ. Ha, giọng nói cũng ấn tượng mà con người cũng xinh đẹp ha. Nói chung là dân Tiền Giang ai cũng dễ thương hết. Bạn trai em cứu chương trình lại bài hát hay cho em. Tôi xin hát tặng bạn gái và mọi người bài hát là Em Là Của Anh. Rồi. Em có nhà nòi không? Dạ không, em nghiệp dư. À, rồi hát đi em, bắt đầu. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, những lúc cô đơn anh luôn có em bên mình. Thôi được rồi đó. Thôi bỏ đi. Thôi mình vô tình trường đi hai em. Em gái mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ có một mối tình thôi chị. Một năm rưỡi ạ. Lý do sao chia tay cơ? Hai đứa không hợp nhau vì vấn đề bạn trai đó keo kiệt quá. Ví dụ như đi ăn uống với nhau đi thì con gái lúc này cũng thích lady first. Thì nói chung là hai tụi em là như hai thằng đàn ông, đi ăn là chia đều ra. Như là trong thời gian quen nhau là như bạn đó chỉ tặng em được có cây son rồi. Em thì không có đòi hỏi gì nhưng mà hình như là được một cây son thôi á chị. Cái hồi mới mà tặng có cây son em hả? Dạ đúng rồi anh. Trời, nhưng mà cái hồi mới cua nhau á, không lẽ cũng chia?
Dạ, hồi mới cua nhau vẫn chia. Tại chia vì em quen chia vậy? Tại vì em thích cái tính của bạn đó. Sao hồi đầu thích, sau đó lại chia tay? Sao tìm hiểu mới biết chị. Mới đầu thì khép nép bạn bè với nhau, thì lịch sự với nhau. Nhưng mà không ngờ cái lịch sự nó kéo dài thời gian lâu quá. Chưa thấy đàn ông nào mà quen bạn gái cả năm rưỡi mà tặng con cây son. Mà không biết cây son đó thiệt hay giả, dỏm nữa. Vậy chia tay đúng rồi đấy em. Em trai sao nè, mấy mối tình rồi cưng? Dạ em chỉ qua 2 mối tình chị. Em quen mối tình đầu tiên là cũng được 3 năm. Mối tình thứ hai là mấy năm? Dạ 2 năm. Em tặng mấy cây son? Em không tặng son, em chỉ dẫn đi ăn rồi mua sắm rồi bạn gái thích gì. Đi ăn ai tính tiền? Ai trả tiền? Dạ em trả. Có chia lần nào không? Dạ không, bạn gái đòi chia mà em không chịu. Đúng rồi, vậy chứ. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Mẫu người của em thì giống như anh trai của em là được rồi chị. Anh trai em thì trong công việc thì rất là nghiêm túc. Về nhà anh hòa nhập vào gia đình, thương yêu vợ con và đặc biệt là hiếu thảo với ba mẹ. Anh trai em thì phong độ, cao ráo. Em cũng cao. Không cao. Em cũng hơi cao nên em cũng muốn bạn trai cao hơn em. Khoảng nhiêu? Dạ 1m8 chị. Hả? Chết rồi, thiếu em cao nhiêu? Dạ 1m71. Trời ơi, bạn gái cao 1m71 đó, chưa kể mang dài. Sao em? Giờ nó có ghế đơn rồi. Tôi cao thì 1m9 cũng được, không sao, quan trọng mình gan thôi em. Này hơi khó à. Rồi còn điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ, con trai đừng nên gia trưởng như lại khó tính quá. Như con... keo kiệt. Dạ đúng rồi chị. Kiểm tra cho. Không keo kiệt, đây ta tặng nhiều lắm rồi. Em muốn lấy một người vợ như thế nào? Cũng thông minh. Dạ. Kiểu thông minh đó. Dạ, em thích tóc dài, tóc dài. Tóc dài hả? Bên kia cũng hơi dài dài chút. Phụ nữ hiện đại. Có. Biết nấu ăn là em thích rồi. Em không thích gì ở người phụ nữ? Hay cào nhau là tại vì môi trường làm việc của em á cũng tiếp xúc nhiều bạn nữ lắm, mà có thể là va chạm về đụng tay đụng chân với nhau. Hả? Cho nên là sợ bạn cào nhau hay là ghen kia. Ghen? Bạn đụng tay đụng chân con trai hơn gái? Dạ gái có, trai có. Nhưng mà em thích đụng tay con trai hơn gái nhiều. Chà, trai nhiều hơn gái nhiều. Đã ở xa rồi mà còn đụng tay. Dạ, nếu đụng nói chân thì thích rồi con gái chứ anh. Dạ bạn trai thì đã ở xa rồi mà còn hay đụng tay đụng chân với phụ nữ nữa, em có ghen không? Em thì em thoáng lắm chị. Mình là con gái thì mình cũng phải biết tâm lý của con trai. Nói thì hay lắm, tao hỏi yêu đi. Rồi thấy cái cảnh mà trong kia ôm rồi đỡ lên chạy xuống là đây máu chạy lên chạy xuống á. Đẹp trai ha. Ủa cái lông mày ngộ vậy? Em có tạo hình đó. Dạ không, bẩm sinh chị. Lần đầu tiên mới thấy à, thấy trong phim thôi. Ông mày thì là phải làm tướng đó. Em cao bao nhiêu? Dạ 1m73 chị. Em phải mang giày độn chút. Độn lên cũng được. Phải độn lên chút. Dạ. Nha. Gym thì tướng tá là chắc nịch rồi ha. Tóc cũng cao ráo ha. Vén vén rồi lên ha. Thôi kệ vậy cũng được, ngụy trang. Em có thích anh trai á trắng cao không? Giống anh hai em rồi chị. Ủa hồi nãy em đòi em giống anh hai. Giống anh hai hoài, bây giờ mình muốn xem anh hai em như thế nào nè. Nay có anh hai đi dạ, không? Có anh hai đi đâu, chị. Anh hai đâu? Dạ anh hai em đó. Anh hai tráng cao, giống rồi. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn Nam và dạ, chào toàn thể các bạn khán giả ở đây ạ. Em tên là Tiến Sĩ, là anh trai của bé Cẩm Tuyên. Trước giờ thì em và mẹ thì luôn luôn xem bé Tuyên lúc nào nó cũng nhỏ bé hết. Riêng với bạn Nam thì người đàn ông thì anh hy vọng là mình sẽ có thật nhiều bản lĩnh trong cuộc sống. Anh thấy em là một người đàn ông, việc đầu tiên anh thích nhất là nhìn khá là man. Em là huấn luyện gym, anh cũng tập gym, anh cũng thích luôn. Kế bên là mẹ phải không? Không biết mẹ bác gái có ý kiến gì không ạ? Chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường, tất cả quý vị khán giả trong khán phòng. Cô thấy ngoại hình của cháu và cách nói chuyện thì cô cũng thấy được, dễ mến. Tìm hiểu nhau, đến hôn nhân thì cô cũng chấp nhận. Tại vì giờ là cha mẹ không có đặt đâu cho con được, thì con đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó. Anh trai đi với ai? Dạ em đi chơi, đi với anh trai và em gái với bạn. Xin chào gia đình bạn nữ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là anh ruột của Hữu Tài. Nhìn thấy bạn nữ này cao ráo xinh xắn, cũng có cá tính. Còn Hữu Tài chỉ có cái là hơi nóng tính, nhưng mà biết quan tâm chăm sóc, với lại là hiểu ý người đối diện, thấy phù hợp. Thì có điều kiện hai đứa cùng bấm nút để tìm hiểu nhau. Có em gái không? Em gái có nói gì không? Dạ em thấy cũng dễ thương, cũng đẹp lắm ạ. Đẹp là được anh ơi. Ở lại đây là do hai bạn này quyết định. Nào mở kéo ra rào. Chào em. Chào anh. Gãi hoài vậy trời, có chí hả?
À, anh có món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Trời ơi, cô cao quá. Đứng đo chiều cao chút coi. Sát vô. Cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt thế nào? Anh có nhu cầu mua tivi không anh? Không, anh có rồi. Dạ. Là nếu mà anh nghĩ anh cưới em rồi là anh cũng có tivi mà. Dạ đúng rồi, à. Chương trình tài trợ đúng không anh? Có tivi nhãn hiệu UVC tivi đỉnh cao công nghệ Smart tivi, điều khiển bằng giọng nói, tivi 8-9 triệu, 3 triệu đều có hết. Thấy ảnh giống anh trai của mình không? Giống nhiều không? Giờ đẹp trai hơn nhiều chị. Hồi nãy mới khen anh trai bây thấy giờ chưa? Thiệt, thấy chưa? Em nghe nói là anh thích nấu ăn đúng không ạ? Ừ, anh thích nấu ăn. Anh dạ. Nấu được món Tây, món Tàu luôn. Dạ. Em có thích tập gym không? Dạ, ốm qua cũng định tập cho nó lên cơ, lên muối mà không có ai làm PT hết trơn á. Dạ, anh đây miễn phí. Dạ. Em muốn tăng mấy cân, anh tăng em mấy cân. Làm sao cho body đẹp là được rồi anh. Ok, thiếu chỗ nào anh buộc chỗ đó. Thì em cần tập đâu, có hơi nhau là nó lên à. Bây giờ vô cái chuyện hẹn hò đi. À. Đứa giới thiệu TV, đứa giới thiệu phòng gym. Bây giờ hẹn hò một người làm sao gặp nhau? Em cũng là vượt thủ cho nên nếu mà hẹn hò nhau là anh có thể là chạy bất chấp. Dạ, một tháng em được ốp có 2 ngày thôi. Em thì xoay ca làm việc, có thể là chiều đó anh lên buổi sáng hôm sau em nghỉ làm em đi chơi với anh cũng được. À, dạ. Đó. Anh tiếp xúc nhiều bạn nữ lắm đúng không anh? Ờ à, đúng rồi. Chắc có nhiều bạn xinh hơn em đúng không anh? Nói chung đó là anh không có quan trọng về yêu nhau bằng cánh mắt đầu tiên. Anh chỉ thích là tình cảm và tính tình thôi. Dạ. Vậy anh có yêu em từ cái nhìn đầu tiên không anh? Cho đến hôm nay là hình như là anh thay đổi về cái ý nghĩ là yêu. Đã thích rồi. Dạ. Ờ, em không thích điều gì nơi bạn trai em? Em thì không thích bạn trai hút thuốc. Chết rồi. Anh có, nhưng mà không sao. Dạ. Anh em... kiềm chế được. Dạ. Với lại em cũng không thích bạn trai... sắp đặt mình quá. Em cũng có thể cho anh đi chơi, anh cũng có thể cho em đi chơi. Tại ai cũng có bạn bè riêng với nhau, nhưng mà cái nào mình cũng phải có chừng mực. Anh thì cũng thoáng lắm, ví dụ như anh đi chơi hoặc là bạn bè rủ ghê là anh cũng ưu tiên rủ bạn gái mình theo. Dạ. Trừ khi bạn gái mình không đi, bỏ nhà. Anh đẹp trai quá em sợ nữa, không biết về máu ghen có nổi lên không. Bạn trai mạnh mẽ đứng lên thể hiện mình nam tính luôn, mình ga lăng. Lần đầu tiên gặp bạn nữ mình thấy như thế nào? Lần đầu tiên em gặp bạn nữ và gia đình bên bạn nữ thì cũng có cảm tình. Thật sự lại đây là rất là gung. Dạ. Nếu có cơ hội em cho anh tìm hiểu em ha. Anh sẽ đổn lên cao cao lên chút. Em cũng gung đó. Cảm giác cái nắm tay thế nào? Hai đứa cảm giác coi sao? Cũng bớt gung rồi anh. Hình như quen nhau từ lúc nào rồi thôi. Bạn gái thấy cảm giác cái nắm tay thế nào? Lâu rồi mới tìm lại được cảm xúc ngày đó anh ơi. Rồi thôi được rồi đó. Bấm nút để làm tròn cái nhiệm vụ của mình. Nào chuẩn bị. Suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Trời nhấn cái thôi. Nhấn gì lia lịa vậy cưng. Trời ơi, cũng nhấn vậy nè. Nhấn kịch. Đẹp nhấn, đôi lắm. Nhấn một cái là ăn rồi, nắm tay nhau nè. Đó, bây giờ xin phép là chính thức bây giờ cho mình bắt đầu hẹn hò. Dạ, cho con xin phép được không em ạ? Rồi, bây giờ á, em gái thu quà ra đi. Quà này là quà bạn trai bí mật tặng em đó. Tại anh rất thích màu trắng và anh nghĩ là tình yêu mình... tính dưới đây là cũng hoàn toàn trong trắng và không có sự sập thật. Dạ, cảm ơn. Mặc vô cho bạn gái luôn đi em. Không vừa thì anh với em đi đổi. Đây là chiếc vé xem phim cùng gặp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Dạ, cái chào cô. Nếu có cơ hội thì em xin em cho anh cơ hội để mà anh gắn kết hai đứa mình đến hết đoạn đường còn lại. Anh mong là em sẽ cho anh một cơ hội tốt nhất. Dạ. Dạ, xíu nữa là em sẽ trở lại. Dạ không, nhà cửa em Bình Dương này nọ đã đầy đủ hết. Mọi tiện nghi nọ trong nhà là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Nên khỏi phải lo về vấn đề kinh tế. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Mời em gái giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả. Em tên là Thanh Phượng, em năm nay 22 tuổi, em đến từ Long An. Việc làm hiện tại của em là nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm tại công ty bánh kẹo Atango ở quận Bình Tân. Rồi, mời bạn trai. Dạ, và lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Rồi, chào chị em. Chị Tường, bạn gái xinh đẹp bên kia và toàn thể quý vị khán giả trong phim trường ngày hôm nay với một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Rồi, ngồi xuống đi em.
Dạ, em tên là Nguyễn Công Dự, năm nay em 26 tuổi. Dự 26 tuổi? Dạ. Làm quê em Dự? Người miền Trung. Trung dạ, là đâu? Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi. Dạ. Dự làm nghề công việc gì? Dạ, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố mới Bình Dương. Em là nhân viên tài xế của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà. À. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì tiếp thu và nắm bắt công việc rất tốt, nhanh nhẹn và hoạt bát trong ăn nói. Và điểm yếu của em thì tính tình hay quên. Hay suy nghĩ về vấn đề nào đó mà mình căng thẳng rồi rất là nản lòng. Mời bạn gái. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là nhiệt tình, vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Còn về nhược điểm là em hay quên và dễ xúc động. Thì em thường xem những cái clip video về gia đình tình cảm thì em thường khóc trước người ta. À, mình coi người ta chưa khóc là mình khóc rồi đúng không? Dạ. Về tình trường thì sao? Dạ, em chưa có mối tình nữa hết. Chưa có mối tình nào hết? Dạ, thật sự thì trong thời gian đi học thì mình cũng có thích vài người. Nhưng mà dạng như là tính chất ngưỡng mộ, thấy người ta giỏi mà mình muốn như người ta vậy đó. Nhỏ tuổi hơn em không thích, em chỉ thích lớn tuổi hơn thôi. Không có mối tình nào hết, còn giữ mấy mối tình? Dạ, em đã trải qua 2 mối tình. 2 mối tình rồi? Dạ. Mối tình mới đây nhất là mối tình gì? Dạ, mối tình mới đây nhất là khoảng 3 năm. Tại sao chia tay dữ? Dạ, thì cũng có tình đó, hồi đó thì em cũng còn nhỏ tuổi và cũng chưa suy nghĩ chín chắn. Nên trong khi học xong bước ra đường làm việc bươn chải thì lo cho cuộc sống gia đình, mình lo ổn định gia đình rồi mình mới suy nghĩ tới mình. Khi mà làm tài xế thì dự làm gì? Dạ, em đã từng làm nhân viên tại một labo răng của công ty công nghệ răng thời đại. À, rồi làm gì nữa? Trong khi đó thì em cũng vừa đi làm mà vừa tối về thì em cũng hay hoạt động kèo kéo hát rong ngoài đường phố. Hát kèo kéo? Dạ, hả? Cũng từng làm MC trong cái chương trình. Trời, dễ thương quá. Dạ. Tối về đi hát kèo kéo, một dạ, mình bạn có ai không? Dạ, một mình em, một cái loa, một chiếc xe và một chỗ kẹo. À. Dạ. Thôi, thôi bây giờ hát một bài cho nó vui lên nào. Dạ. Cho cuộc đời vui thì không em gửi bài hát này cũng là tấm chân tình. Thì em xin phép hát bài Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Rồi, mời em. Bằng lòng đi em về với quê anh, một dòng sông xanh, một cù lao xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ái qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu mùa mưa, cầu tre dấu khó đưa sâu. Bằng lòng theo anh xưa mãi tranh nghèo về quê, người dân chỉ có tâm lòng, có chia xuân ba lá để yêu em. Rồi. Bạn gái cảm nhận về câu chuyện của bạn trai vừa kể như thế nào? Dạ, bạn chân thật và cố gắng tìm cho mình công việc để sống. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn người bạn trai đó phải cao hơn em một cái đầu. Tóc phải cắt cao ngắn gọn gàng, không dùng tóc. Da thì đừng có đen quá mà cũng đừng có trắng quá. Không rượu bia. Không rượu bia? Dạ. Em trai có rượu bia không em? Dạ, thì lâu lâu cũng có xã giao, đám cưới, đám tiệc với bạn bè một chút xíu. Và cỡ nhiều nhất thì cỡ 5 lon bia là xỉn. Rồi. Dạ, giống như xã giao thì cũng được chị. Không hút thuốc. Dạ, em không có chịu được mua thuốc lá đâu. Có hút thuốc không? Dạ không, em không hút thuốc chị. Rồi, tốt quá. Mình muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ, một nửa của em là chỉ biết kính trên nhường dưới, biết lễ phép với gia đình là em thấy quý rồi, em thấy là hạnh phúc lắm rồi. Coi như đó thôi đúng không? Dạ, chú không mong gì hơn. Dạ. Để anh qua xem đàn gái thế nào nha. Dạ, dạ. Ai, dạ chào cô gái, dễ thương. Em cảm ơn. Anh thấy em cũng hiền đó. Nếu bây giờ bên đây gọi là muốn bước tới thì khoảng bao lâu? Dạ, 3-4 năm. Dữ vậy hả? Tại vì em cũng muốn ổn định cái tài chính của mình. Chờ nổi không dữ? Dạ, có thể sớm hơn cũng được. Sớm mà 3-4 năm thì cũng cố gắng chờ đợi. Nhưng mà tới đó mà hai người về yên với nhau mà muốn thì chắc được. Về vấn đề về tài chính thì em đảm bảo em sẽ lo được trọn vẹn cho gia đình và lo được cho tất cả hai bên gia đình. Em sáng đi lấy xe, chiều tối còn làm thêm nhiều việc, lái thêm nữa. Tức là một cái người hết sức là nỗ lực trong cuộc sống. Anh nghĩ là được đó, rút ngắn thời gian nha. Dạ. Rồi. Nếu như mà kết hôn thì mình sẽ sinh sống ở đâu ha? Dự em định lập nghiệp ở đâu? Dạ, em thì hiện tại lập nghiệp và nhà cửa em ở Bình Dương. Coi như là làm dâu đúng không? Dạ không, làm dâu thì cũng được. Nhưng mà tại vì là chỉ có mẹ già thôi, nhà cửa thì mẹ cũng có tính cũng dễ dàng. Nên có thể làm dâu cũng được. À, người đó không chịu làm dâu thì em vẫn có thể theo người đó.
Trời ơi, đâu mà dạ. Dễ thương, hiền lành quá gì không biết nữa. Rồi thật sự là có cái điều gì mà em ngại ở người phụ nữ không? Em không thích ở người phụ nữ không? Dạ thì người phụ nữ thì ngăn nắp gọn gàng xíu, biết chăm lo cho gia đình một chút là em cảm thấy là ok rồi. Công việc của bạn ấy thì có cũng được, không có cũng được, em sẽ đảm bảo em lo được. Nuôi nổi không mà dám nói chắc cú vậy? Dạ thì em trong sức lực của em sẽ lo tất cả. Trong sức lực em mà dạ. Lo được hết. Dạ. Ok, chị thấy một người đàn ông có chí cầu tiến như vậy và sẵn sàng đó, yêu thương vợ con, làm hết để cho vợ được thoải mái nhẹ nhàng là chị thấy cũng là khó tìm đó em. Dạ. Ăn thua hôm hai bạn mình ha. Mình sẽ khảo sát ý kiến gia đình nha. Dự đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và em gái của em. Dạ. À rồi, chào cô, chào em gái. Chào, chào cô. À, xin chào MC Cát Tường với Quyền Linh. Dạ. À, đến đây để thứ nhất là cổ vũ, thứ hai nữa là chọn một nàng dâu tương lai. Cô thấy dâu tương lai gì được chứ cô? Thì thấy là cháu bên đây thì cũng rất là dễ thương, hiền. Nếu mà thật sự mà được đến vừa dự thì hai đứa cũng rất là hiền, dự hiền lắm mà dự rất rất là thật thà. Dạ. Con thấy chị dâu tương lai sao con? Dạ con thấy chị cũng được, cũng xứng với anh hai con. Theo tiêu chí của hai người là hợp với nhau ạ. Rồi. Rồi. Cảm ơn gia đình nha. Em đi với ai? Dạ, em đi với cha mẹ và hai chị họ. Xin chào MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào toàn thể quý khán giả trong khán phòng. Mình là Quỳnh Ngọc Trí, năm nay 47 tuổi. Mình nhận xét về bạn nam thì bạn nam thấy cũng cao ráo, gương mặt thì cũng có hậu, hiền thì nói chung thì cũng được. Nếu mà bên đàn trai bước tới, bên đàn gái có chịu không? Cái đó thì mình thì đồng ý nhưng mà quyết định là do con. Rồi, con chịu là mình chịu ha. Ok. Rồi, cảm ơn gia đình. Rồi. Thôi, bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Kéo rào. Anh xin tặng em hoa. Dạ, và cảm ơn. Anh cũng ăn nói thì cũng không có hay lắm, thì anh xin gửi cho em một vài câu hát dạ. Để tỏ tình với em. Và bài hát Làm Vợ Anh nhé. Mong dạ. Em nhận cho. Dạ em cảm ơn. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Rồi, bắt đầu trò chuyện nha bạn. Em thấy anh thế nào? Em thấy anh thật thà. Hiện tại là em tên Phượng và em đang làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở Bình Tân anh. Ồ, vậy cái thời gian mà mình tiếp xúc với nhau chắc là thì anh hơi xa. Thì công việc sắp xếp của anh á, thì anh có thể sắp xếp cho em là ví dụ như ngày Chủ Nhật. Thì em có thấy hạn chế quá không? Dạ không, theo em cũng bình thường. Tại vì trong tuần thì có thể là em tăng ca nên chỉ gặp chắc là chỉ có cuối tuần thôi anh. À, nếu mà có cơ hội thì sau này anh sẽ cố gắng vun đắp và che chở cho em. Rung lắm hả em? Dạ rung. Sao ngồi nhúc nhích liên tục vậy? Hít thở sâu vào. Thôi thì, bạn gái hát tặng bạn trai một bài cho bạn trai đỡ rung đi. Thấy bạn trai rung lắm rồi đó. Dạ em có chuẩn bị bài hát mà có em chờ. Em sẽ hát một đoạn. Chắc là hơi dở. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đang rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai. Cách anh cười câu môi, cách anh lặng lẽ ngồi, người nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi không ngờ. Ngồi kia nếu có khao khăn qua về nhà anh nhé, có em chờ. Anh hỏi nè, khi mà hai đứa về nhau rồi có con thấy không, rồi tiền phòng trọ nè, tiền điện, tiền nước, tiền đủ thứ tiền hết nè, vậy thì em làm đi lái xe sao đủ, rồi làm gì nữa? Dạ không, nhà cửa em Bình Dương này nọ nó đầy đủ hết, mọi tiện nghi nọ trong nhà là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Nên khỏi phải lo về vấn đề kinh tế, tại vì bây giờ làm ăn sinh sống là tạo lên một cái sự nghiệp vững mạnh thôi, chứ còn kinh tế mà lo nan chỗ ở là em sẵn sàng hết rồi. Con nghĩ mình phải mua chiếc xe nào đó để mình chạy riêng cho mình không? Dạ có. Đó, thí dụ như thế. Dạ. Thấy không? Bây giờ bạn nam bước tới đi. Bạn nữ là chưa có một mối tình nào, chưa nắm tay bao giờ. À, em hãy thử để cho bạn bạn nữ kiểm tra lại cái cảm xúc của mình.
nắm tay bạn ấy và nói những cái gì thật lòng nhất, rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Trên phải được phép nắm tay em nhé. Dạ được. À, nếu có cơ hội thì em xin em cho anh cơ hội để mà anh gắn kết hai đứa mình đến hết đoạn đường còn lại. Anh mong là em sẽ cho anh cơ hội tốt nhất. Dạ. Dạ, xíu nữa là em sẽ trở lại. Rồi. Một chàng trai rất là chân thành, vẫn có sự rụt rè. Một cô gái cũng khá là kính tiếng, khó có thể nhận biết được cô đang nghĩ gì. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với quyết định đó. Hãy nhắm mắt lại và quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Hả? Cặp này tôi nghĩ rằng là họ có gương mặt phu thê lắm đấy, rất là hợp lý luôn đó. Cảm giác thế nào hả Dự? Dạ cảm giác vui và hạnh vui phúc. Hả? Dạ. Em nói gì với gia đình của Phượng đi. Dạ con xin chào hai bác và xin phép cho hai bác cho con được cơ hội để đến với Phượng và làm quen với Phượng. Mong hai bác cho con cơ hội. Đó, hai bác gật đầu rồi. Xin hai bác cho một nụ hôn đầu tiên nhé. Dạ xin phép hai bác cho con được phép là hôn trên trán bạn một nụ hôn đầu tiên của bạn. Em nụ ấy không? À, dễ thương lắm. Chiếc vé xem phim để giúp các bạn hiểu nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn ở cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Nhà gái ơi, em chào chị. Mời nhà trai. Đây, chàng trai. Ngồi đi em. Chúc mừng năm mới nha. Dạ. Đầu tiên thì anh Quỳ Linh lì xì cho em năm mới lấy hơi nào. Đúng dạ, rồi. Em cảm ơn Quỳ Linh. Đúng rồi. Chị cũng lì xì cho em nè, chúc em lúc nào cũng tươi nè, sẽ có hạnh phúc nè, trong năm nay là em sẽ rất là nhiều những cái niềm vui và sẽ không độc thân nữa nha. Em cảm ơn chị Hồng Vân và cũng gửi lời chúc đến chị Hồng Vân cũng như là anh Quỳnh Linh sẽ có một năm mới thật là hạnh phúc, mọi điều thật là như ý và an yên ạ. Cảm ơn em gái nha. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi em trai. Dạ em tên là Nguyễn Văn Hải. Nguyễn Văn Hải. Dạ quê quán là ở Bình Phước mà hiện tại em sinh sống là hai nơi, ở Bình Dương và ở thành phố Hồ Chí Minh. À, tức là mà em ở trọ hai nơi. Làm việc ở đâu? Dạ em làm việc thì ở công trình, theo công trình đó anh. À, tức là công trình có khi Bình Dương, có khi dạ, có khi thành phố Hồ Chí Minh, có khi Tiền Giang và có khi Long An. Và hiện tại giờ em đang có một cái công trình ở ngoài Phan Thiết. Wow. Em đi suốt vậy đó hả? Dạ nhưng mà những cái công trình như Tây Ninh hoặc là Tiền Giang thì em đi sáng đi chiều về. Còn những cái công trình xa thì có thể một tuần hai tuần. Em làm xây dựng hả? Em làm bên kỹ sư điện. Kỹ sư điện. Dạ. Rồi. Điện điện nhà hay là điện công nghiệp vậy? Dạ em điện công nghiệp ạ. Ồ vậy á hả? Dạ. Còn em giới thiệu đi. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào anh Nam ở bên kia và chào tất cả quý vị khán giả ở trong trường quay ạ. Em tên là Tuyết Hương và năm nay em 33 tuổi. Hiện tại thì đang làm công việc phụ trách truyền thông cho một trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trường đại học hả cưng? Dạ. Trường đại học. Dạ vâng ạ. Là người ta là phụ trách truyền thông cho một trường làm đại học đó nha. Đó ha. Là cũng liên quan tới nghệ thuật đó. Nhưng mà quê em ở đâu em? Em quê gốc là ở Nghệ An nhưng mà gia đình thì đang sinh sống ở Đồng Nai ạ. Đồng Nai thì cũng gần Bình Dương ha. Dạ. Cũng sát bên. Có gần không Linh? Gần. Sao Vân thấy hai cái tỉnh đó, hai cái từ nó khác nhau quá, nó không có dự ứng. Bình Dương, Đồng Nai sát bên đó Vân. Hả? Sát bên luôn đó Vân. Vậy hả? Sao Linh hay quá vậy? Địa lý Linh rành hết trơn á hả? Trời ơi, địa lý với Linh là nó giống như trong lòng bàn tay vậy đó. Vậy á. Rồi em trai, em giới thiệu cho đàn gái biết là ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em á thì nhiệt tình với bạn bè. Gì nữa? Hả? Kỹ sư điện là phải điện là mạnh lắm chứ. Dạ thì... nhát quá hả? Dạ.
Em vậy sao sao anh im lặng quá vậy? Anh đang suy nghĩ có nói cái gì đây. Sao? Ưu điểm là gì? Nhanh nhạy nè, vui vẻ nè, hòa đồng bạn bè nè. Rồi có ga lăng với phụ nữ không? Dạ có ạ. Có hả? Dạ. Rồi có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì em hay nóng vội. Nóng vội? Dạ. Có nghĩa là ví dụ như em thích cái món đồ đó là em không cần suy nghĩ em mua thôi. Dạ. Không bất kể nó bao nhiêu. Dạ. Nóng vội. Sửa điện có nóng vội không? Dạ không ạ. Cái đó là bắt buộc phải cẩn thận ạ. Ừ, cẩn thận nha. Dạ. Cái nóng vội nó nguy hiểm lắm á. Vậy hả? Suy nghĩ cho nó kỹ nha. Dạ. Nhưng mà nếu mà em nóng vội thường là em hay nóng vội về những cái điều gì nhất? Hay là mua đồ đó chị, ví dụ em thấy cái món đồ đó em thích là em tự mua thôi chứ không có cần suy nghĩ là nó như thế nào ạ. À, chỉ thích là việc... mua, thích là mua. Dạ. Chỉ trong cái vấn đề mua bán thôi đúng không? Dạ đúng ạ. Ờ. Còn trong mua tình nhà yêu có nóng vội không á? Em ơi, em mua nhà có nóng vội vậy không? Dạ không ạ. À vậy hả? Vậy thì đó đâu phải điểm xấu đâu, chỉ có một cái là em mua những gì em thích thôi, cái đó dạ. phải điểm xấu. Muốn hỏi em á là cái tật xấu của em là cái gì? Em thì từ nào giờ em cũng chả nghe bạn bè phàn nàn em là cái tật xấu gì vậy chị ạ? Cho kiêu hãnh nữa. Dạ không phải là kiêu hãnh mà là cái vấn đề là chưa nghe bạn nào mà phản ánh em ạ. Vậy tốt chứ không có bạn nào nữa. Nhiều khi người ta nói lén sau lưng sao, ai nói thẳng vô ông được. Ông giật điện người ta làm sao? Không mà bên đây thấy cũng hiền lành lắm á Vân. Hiền không? Hiền lành lắm. Quay tên gì quên rồi. Dạ em tên Hải. Hải đúng không? Hải bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 41. Hải 41 tuổi. Rồi. Rồi thôi để bên đây người ta nói đi. Bên đây em cái điểm mạnh của em là gì ạ? Điểm mạnh của em thì em nghĩ là em thấy mọi người nói là em tốt bụng, thì nấu ăn cũng rất là ngon ạ. Dạ và các cái vấn đề trong cuộc sống thì sắp xếp rất là khoa học và em là một người suy nghĩ rất là tích cực về tất cả các vấn đề trong cuộc sống lẫn như trong công việc ạ. Em nấu món gì ngon nhất? Ra là em có thể là giống như đi ăn ở ngoài hàng, sau đó mình thấy món này rất là ngon chẳng hạn, xong mình ăn mình cảm nhận từ từ, sau đó mình về mình Google mình tìm thêm cả công thức, xong rồi mình nêm nếm thêm cái khẩu vị của mình. Thì thực ra là bạn bè và người thân là những con chuột bạch thì chưa thấy ai hy sinh cả. À tức là em làm mà mọi người đều khen. Dạ. Còn điểm yếu sao? Điểm yếu của em thì em nghĩ là em cũng hơi nóng tính một chút ạ. Dạ, nhưng mà sau này thì em cũng tập yoga cũng như là mình cũng tập để mình kiểm soát cái cảm xúc của mình. Dạ, trước tất thì cả là các cũng đỡ vấn rồi đề. Đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Em có cái tật xấu gì không? Trước khi đi thì mọi người bảo là nếu mà kể tật xấu thì chắc phải cần đến 3 số là đó. Vậy hả? Tức là nhiều tật xấu đúng không? Tức là ví dụ như là bình thường thì trông rất là khó tính, rồi trông lạnh lùng. Dạ, rồi nhìn cũng hung dữ. Rồi mọi người thì nghĩ là em khó tính. Dạ vâng. Nhưng mà khi tiếp xúc rồi thì thấy cũng vui tính và cũng hơi nhây nhây một tí. Ủa em có hung dữ nữa em hả? Dạ đúng rồi ạ. Trời ơi, hung dữ là nó cũng dữ lắm đó nha. Hung dữ cỡ nào em? Thí dụ em gặp một cái gì đó nóng nảy em hung dữ thì em làm gì? Dạ nhiều khi em thấy là hình như em chỉ mới nhìn thôi, em chưa làm gì á. Thấy bên kia cũng là như kiểu là... Tức là cái thần thái của người ta đó Linh à. Thần thái mà sao mà ta đánh giá hung dữ được? Phải có cái gì ta mới nói hung dữ chứ. Em có ngoài yoga ra thì em có học một cái môn thể thao nào khác không? Thì lúc trước thì em có tập gym hoặc là tham gia cái Muay Thái và... Trời ơi! Hung dữ mà học Muay Thái nữa. Nguy hiểm dữ trời. Nhưng mà bây giờ thì em đã tập yoga rồi anh Linh ạ, yên tâm. Có khi nào em đã sử dụng cái gì dạ, cái võ thái đó cho người nào chưa? Chưa, em thầy bảo là lúc mà luyện tập ấy thầy bảo là đánh vào đầu của thầy ấy, nhưng mà không lần nào đánh được. Thầy bảo là cứ đánh đi bởi vì thầy có cái kỹ năng và thầy có cái nón để bảo hộ rồi. Mình thì đeo cái găng tay và mình đánh như thế này nhưng mà lần nào mình cũng cảm giác là mình không vượt qua được cái tâm lý đấy. Vâng ạ. Một chút mở cửa ra là em đánh liền bên đây nha. Dạ thế nên là em cũng chưa thử được lần nào ạ. Chúc thử. Dạ. Chúc sẽ có người thử cho em thử nha. Thôi nghe thấy sao dạ, em nghe cũng bình thường thôi ạ. Tại vì em cũng là người lanh lẹ nên trên em ra đòn có thể em né được á. Không sao. Dạ không sao. Em có điện không sao. Dạ. Đúng rồi. Bên đó có cứ chích điện là xong à. Có chích điện là xong, đừng có lo. Đây, như vậy là bên kia cũng có một chút gọi là hung dữ đó nha. Dạ. Coi chừng nha. Không, người ta không có hung dữ mà là bạn bè nói là giống như là
thần thái, nhìn cái khuôn mặt có vẻ như dữ thôi. Thì phải có cái gì mới có chữ hung dữ, nãy tôi nghe rõ ràng. Cái ngoại hình nó phản bội cái nội tâm anh Linh. Ủa gì ngoại hình hung dữ lắm hả? Dạ. Để chút tôi qua tôi coi cái ngoại hình hung dữ thế nào nha. Rồi, em gái trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình chính thức. 2 mối rồi. Dạ vâng ạ. Dài nhất là mấy năm? Dạ 2 năm ạ. 2 năm, ngắn vâng. nhất là bao lâu? Dạ ngắn nhất thì chắc khoảng vài tháng thôi ạ. Vài tháng thôi. Dạ. Nhưng mà là chỉ có 2 mối tình thôi đúng không? Dạ vâng ạ. 2 mối tình, vậy là mối tình đầu là mấy năm thì chia tay? 2 năm à? Dạ 2 năm ạ. 2 năm. Dạ vâng. Còn mối tình sau? Mối tình sau thì khoảng hơn 1 năm chị ạ. Lý do tại sao? Cái mối tình đầu tiên thì lúc đấy em khoảng 25-26 thì thực sự là em nghĩ là em chưa thật sự là trưởng thành. Dạ, em chưa thật sự trưởng thành trong cái nhận thức cũng như là cái hành động của mình. Còn cái mối tình thứ hai thì lúc em 28-29 thì em nghĩ là em gặp đúng cái người nhưng mà chắc là không đúng thời điểm ạ. Dạ vâng. Là chia tay lâu chưa cơ? Dạ lúc 29 tuổi ạ. 29 tuổi. Vâng ạ. Vậy là cũng 2 năm rồi ha. Dạ. 2 năm rồi. 4 năm. 4 năm. Năm nay bao mấy? Em 33 ạ. À 33, để chị tự cứ nghĩ em 31. Nói chung là tình yêu bên đó cũng chưa có sâu đậm lắm. Dạ. Còn bên đàn trai, em có mấy mối tình rồi? Dạ em thì được 2 mối tình anh ạ. Cũng 2 luôn. Dạ, mối tình đầu tiên là lúc còn sinh viên, quen được 5 năm. Rồi sau đó thì cũng nói chung là còn sinh viên mà. Cũng chưa trưởng thành, nói chung là cũng chia tay. Mối tình gần nhất là đây cách đây 3 năm. Mấy năm? 3 năm, quen được cũng 3 năm. Cũng 3 năm luôn? Dạ, mà chia tay 3 năm luôn rồi. Nhưng mà lý do? Lý do chắc có lẽ là đạo anh. Em có đạo hay bên không kia? Em bên Phật, bên kia là bên đạo. Bên kia là đạo, chắc chắn em xin lỗi, em bên là... kia bên đàn gái có đạo không? Dạ em không anh Linh ạ. Được rồi, dạ. Vậy tốt rồi. Em nhưng mà cái lý do mà em chị nghĩ là năm nay nếu mà 33 tuổi là mình cũng là trưởng thành rồi đúng không? Dạ, mà đúng lý do tại sao em cứ độc thân? Em lại không tiếp tục yêu nữa sau khi 29 tuổi em chia tay. Cái lúc vào thời điểm 29-30 thì thực sự là lúc đấy em có cái sự ưu tiên cho cái công việc của mình hơn ạ. Dạ, còn sau này thì khi mà em cũng không biết phải nói sao nhưng mà khi gặp thì mọi người thường là mọi người nghĩ là chắc cái cô này cô ấy chắc là tiêu chuẩn sẽ rất là cao. Nên là mọi người cũng cảm thấy là kiểu như cũng sợ hơi đúng có không? Một chút hơi e ngại và em cũng là một người tự tin. Dạ, em khá là tự tin ạ. Dạ. Sau đấy thì mọi người sẽ cảm thấy hơi e ngại. Em chào anh gái xinh đẹp. Ồ, dễ thương em quá. Đúng rồi, nhiều khi người ta gặp thấy cũng sắc sảo quá, người ta ngại. Dạ. Có dữ không? Bây giờ tôi hỏi ông nhìn ông thấy có dữ không? Cũng không có dữ lắm. Vậy mà nghe lại chữ hung dữ. Dạ. Chắc cái tóc nó hung hung á. Dạ. Bây giờ vậy nè, em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Khoan, để Bưng hỏi chút xíu là bạn này á, em có tức là em có yêu thiên nhiên, yêu thú vật cái là này. Dạ, em thì em là một người cũng rất là yêu động vật ạ. Dạ. Yêu động vật. Dạ vâng. Thích con gì? Em thích chó. Thích chó. Cũng sẽ thích với anh rồi đó. Bên đó cũng thích chó luôn. Dạ đúng ạ. À. Em thích loài gì? Em thích chó chị ạ. Thích chó. Chị biết rồi nhưng mà em thích cái chó gì? Bạc chó rê chị ạ. Hay là chó cỏ bạc hay rê là chị chó... ạ. Chó bạc rê. Wow. Chị thích chó bạc rê. Trời ơi, em thích chó gì? Dạ em thích chó Púc ạ, là chó mặt nhăm nhăm và sệ sệ ạ. Chó mặt sệ đó. Dạ vâng ạ. Moon dog á hả? Phải không? Dạ vâng. Ai biết chó mặt sệ đó, nhìn nó sệ nó xấu. Mà nó dễ thương. Ra thì trong các cái mối quan hệ trước ấy thì thực ra là cũng có đôi chút khó khăn với một số bạn nam là bởi vì các anh ấy không thích chó mèo và động vật ạ. Vậy hả? Vâng. Tại sao? Tức là đâu em nói ví dụ coi, không thích là không thích sao? Ví dụ như là không thích rồi bỏ nhau hả hay sao? Em thì em hay nói với các anh ấy là em là mẹ độc thân của một cô, em có con gái, em là mẹ độc thân đơn thân của một bé gái 4 tuổi. Thì hầu như là nghe xong đến đấy thì các anh ấy đã lấy đà và chạy đi mất rồi. Tưởng em có con đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà thực ra thì con gái của em lại là một bé chó ạ. Hôm nay em có mang bạn ấy đến đây ạ. Vậy hả? Hôm nay là con gái đi theo mẹ luôn hả? Dạ vâng ạ. Phải bà kia không? Dạ đúng rồi ạ. Bà đang lè lưỡi. Trời. Em có mang con chó của em không? Dạ không ạ. Bạn gái người ta có chó, mình cũng có chó chứ. Mai về bên kia. Ôi, thích cưng. Bên kia dắt theo con chó này, em dắt con chó ghê cho anh. Dạ.
cho nó đồng điệu. Nói chung là hai bên đều thích chó đúng không? Dạ vâng. Thành ra các bạn dành tình yêu cho chó không à? Thành ra không có dành thời gian để yêu đương đúng không? Phải, tại mấy ông kia nghe không là đã kiểu mà tự dưng mắt trước mắt sau, chưa có tìm hiểu kỹ càng là đã là tìm cái không nước có 36 đâu, nói là chạy thôi, rồi. Chứ đàn ông mà thấy cô gái xinh đẹp này giờ nói có con đi nữa, thậm chí có chồng đi, người ta cũng theo nữa. Nhưng mà không, cô này là xui cho cổ là không gặp mấy người đó. Ừ. Mà lại gặp toàn mấy người vừa mới nói là single mom gái là bắt đầu chạy mất tiêu chạy rồi. Đúng không? Em đưa con chó ra họ thích liền à? Dạ họ chạy mất rồi ạ. Chạy mất hả? Nói chung là hai bạn đồng sở thích được rồi. Dạ. Vậy là khỏe rồi. Bên thích chó gặt dê, bên thích chó mặc xệ. Về hai nuôi hai con chó không cũng mệt rồi. Bây giờ vậy nè. Dạ. Cùng quan điểm, thích chó. Dạ. Bây giờ em còn một cái quan điểm nào hợp với em nghĩ rằng đó là một cái người sẽ cùng em đi suốt cuộc đời? À, dạ em nghĩ là một người thứ nhất là phải nghiêm túc trong tình cảm ạ. Ừ, thứ hai là một người đàn ông tốt bụng, và thứ ba là sạch sẽ. Ừ. Sạch sẽ nữa hả? À. Yêu cầu đó lên hàng đầu luôn hả? Không, thứ ba. Thứ ba? Dạ. Ủa đàn ông dở dơ lắm sao ta? Em có mấy ông không phải ở dơ mà là bê bối lên. Là nè nghe bên đây nè, em có sạch lắm không? Nói chung em không sạch mấy nhưng mà cũng tạm. Không có sạch mấy. Em giờ chị hỏi em nè. Dạ. Có, tại vì á, em nè xinh đẹp. Dạ. Giỏi giang. Mà tới bây giờ em vẫn chưa có bạn trai hoặc là gia đình là chị nghĩ cho em cũng khó lắm nè. Em cũng kén chọn dữ lắm á. Đúng không? Ừ. Em có cái có khi nào mà em mê, em thương con em quá. Cái bà 4 tuổi kia kìa. Rồi em đòi hỏi là cái người bạn trai của em phải có một cái... Trời đất ơi, ê, đừng nói người bạn trai cũng mặt sệ sệ giống con em nha. Vẫn chưa nói gì cái Linh. Ủa cái này nhạy cảm lắm mà, tôi nghe tôi hiểu rồi đó. Đừng có yêu con chó quá, cái mai mốt tôi kiếm người yêu tôi mặc giống chó. Thôi nào, bây giờ cái thần thái nó phải... Tại vì có nhiều người á mặc vúng vúng sệ sệ có duyên lắm. Ủa thần thái gì? Thần thái người khác chứ thần thái chó chứ. Ủa sao ý quan điểm em sao chứ, giống chị Vân nói không? À, thực ra là giống như em vừa nói á, tức là chỉ cần là người đàn ông thì nghiêm túc và tốt bụng, và trong cuộc sống thì cũng phải là một người tích cực ấy ạ. Tức là ví dụ như khi mình gặp khó khăn hay là mình có một cái vấn đề gì trong cuộc sống thì sẽ luôn luôn như thế ạ. Thì mình cứ đón nhận nó trong một cái tinh thần tích cực và cầu tiến lên phía trước. Thì khi mà mình suy nghĩ được như vậy thì mọi vấn đề nó cũng rất là đơn giản. Và khi nếu mà có hai người cùng giải quyết thì nó cũng dễ hơn ạ. Nhưng mà về ngoại hình thì sao? Về ngoại hình em muốn cái người đàn ông của em phải như thế nào? Dạ, chắc là từ 1m67 trở lên. 1m67? Dạ, vâng. Mặt mày sao? Mặt có sệ sệ không? Dạ, trông miễn là nhìn manly là được ạ. Còn... Còn lại thì chắc là không sao ạ. Nếu mập thì có thể là tập thể dục lại, hoặc là nếu mà gầy thì nhưng mặt càng ăn sẽ, nhiều lên mặt thì càng sệ càng tốt đúng không? Dạ, chắc không sao đâu ạ. Mặt sệ giống con gái. Trong nhà chỉ cần một người mặt sệ thôi ạ. Trời ơi. Không mà thiệt, Linh không biết đâu, nhiều khi cưng quá đó, cái thấy là cái nhát thấy mà giống là thích liền à. Thiệt. Vậy chị Vân chắc phải qua xem ạ. Ừ, để chị qua chị coi. Không gì bạn Vũ Thanh á. Dân. Con gì mà hề bạn Vũ Thanh á. Bạn Vũ Thanh là con gì đó. Ôi đừng nói ra. Trời ơi. Giống không? Hả? Không có giống. Không có giống. Không sệ tí nào luôn á. Trời ơi. Tại mình nghĩ 41 tuổi là cũng lớn, cũng ở cái tuổi mà lớn rồi đó, hiểu không? Nhưng mà anh này anh không có, không có một chút xíu sệ nào hết. Đừng nói tôi mặc sệ nha. Tự Linh nói nha, Vân không hề. Vân hề không hề nói miếng nào. Bên trai người ta đẹp trai lắm à, sạch sẽ à, nói chứ ít sạch sẽ chứ sạch sẽ đó. Mặc không, quần vớt nhìn, kia nhìn đó. Em không bao giờ nghĩ là em 41 tuổi luôn á. Thực sự luôn. Nhìn tưởng nó 42. Đâu ra 42. Không, thực sự là hai bạn này là gọi là nam thanh nữ tú đó, đúng không? Trai đúng tài không? Gái sắc đó. Cũng hợp ha. Đó, bây giờ đầu tiên là tôi bật mí cái đó đã. Trai tài gái sắc đó nha. Dạ, cảm ơn chị. Nói cho chị Vân biết là mình muốn tìm người yêu thế nào đi. Đúng rồi. À, thì em cũng muốn tìm người yêu thì cũng đơn giản thôi. Nói chung cũng không gì mà cầu kỳ. Nói chung là ngoại hình dễ nhìn. Gương mặt sao? Gương mặt nó cũng dễ nhìn được rồi, không cần mà phải sắc sảo. Có cần phải giống bà Bẹt Rê nhà em không? Không cần đúng không? Dạ. Sạch sẽ là được rồi, sạch gọn sẽ. Gàng. Nói chung người ta cũng đòi hỏi em sạch sẽ đó. Gọn gàng, nói chung ăn mặc tươm tất gọn gàng là được rồi, không có cần mà tiêu chuẩn mấy.
thần thái mà hơi dữ dữ mà hung dữ em có sợ không? Dạ không ạ. Em né dạ. được mà đúng không? Dạ. Em không thích điều gì bạn nữ? Thì chỉ là xăm môi thôi, xăm môi đậm á chứ không phải tự nhiên thì không xăm. Xăm môi? Xăm mà xăm đậm á. À, thì em không thích gì thôi, chỉ vậy thôi, đơn giản vậy thôi. À, em có xăm không? Dạ em dùng son rồi ạ. Dùng son thôi chứ không dùng không xăm đúng không? Dạ vâng ạ. Xăm tự nhiên thì cũng vẫn không sao ạ. Dùng son Yurika. Em đi với ai ạ? À, em đi với bạn của em ạ. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Huyền Linh và xin được chào anh cũng như là bên hỏi nhà trai. Con là Như Quỳnh, hiện đang là bạn của chị Hương nhưng mà nói bạn là cũng là thuộc về đồng nghiệp, cũng là đứa em cũng sống cùng với chị Hương ở thành phố Hồ Chí Minh này. Em sẽ nói với chị Hương là về anh này thì em cảm thấy là anh là một người điềm tĩnh, có cái độ từng trải. Thì em muốn hỏi anh một điều là chị của em thì rất là yêu chó. Thì nếu như sau này anh quen chị của em và nếu như tiến xa hơn á, thì liệu rằng anh có chấp nhận cái điều đó hay không ạ? Riêng anh thì cũng bản thân là cũng đam mê nuôi chó rồi. Dạ. Thì cái điều đó thì anh cũng vẫn chấp nhận, có thể là chăm sóc được. Dạ. Nói vậy thôi chứ có đứa con đi, đứa con nó dạ, khóc thì... đi rồi lo cho chó hay lo cho con. Dạ thì vấn đề nếu mà sau này, nếu như anh chị có tiến đến tương lai, có tiến đến xa, nếu như có em bé trong khoảng thời gian đầu thì tụi em ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn có thể chăm sóc bé bơ này thay cho chị trong cái khoảng thời gian đó. Tôi nói cái bà không bằng lòng mà quay mặt xong rồi thấy chưa? Bơ ơi, ý con sao? Kìa. Ý con thì con cũng muốn là cô với chú cho nhau một cơ hội để đến với nhau. Thì bơ cũng muốn là có chú để về chăm sóc cô và bơ luôn ạ. Dạ. Trời dạ, cảm ơn em. Lấy chồng mà cũng hỏi chó nữa thiệt chứ. Người ta không có coi con là chó nữa, người ta coi là con rồi, là bé bơ 4 tuổi, giới tính là gái. À dạ. Làm như nó ghét tôi á. Không nhìn mặt tôi luôn kìa, nãy giờ làm có thấy chưa? Lè lưỡi biểu môi đó. Rồi. Em đi với ai ạ? Dạ em đi với bạn của em. Dạ xin chào hai MC, xin chào quý vị khán giả và em gái và em xin chào họ nhà gái. Dạ em là bạn thân của Hải. Thì riêng về Hải thì là Hải là một con người rất có hiếu với gia đình, hòa thuận với anh chị em trong nhà. Nói chung là rất biết lắng nghe và quan tâm tới những người bạn xung quanh. Về phần em gái này thì nói chung là nhìn bên ngoài thì là rất là dễ thương, xinh xắn. Tính tình thì là như nãy giờ mọi người cũng trao đổi thì hầu như là hai người có vẻ là rất là hợp tính với nhau. Thì qua đây thì cũng mong là hai bạn là cho nhau một cái cơ hội bấm nút để hai bạn tiến xa hơn. Vậy xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Thôi, bây giờ thì mình mở rào đi nha. Mà không nhìn tôi nữa thôi. Em chào anh. Chào em. Anh có món quà cũng vậy nha. Dạ, em cảm ơn ạ. Em có cuốn sách này gửi tặng anh. Cuốn sách có tên là Đừng bao giờ đi ăn một mình. Thì em hy vọng là sắp tới thì trong cuộc sống hay là trong công việc thì anh sẽ không phải đi ăn một mình nữa. Rồi, cảm ơn em nhiều. Rồi, các bạn cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên các bạn gặp nhau đấy. Dạ, nãy giờ khi mà nghe miêu tả qua cái hàng rào như vậy thì anh cảm nhận về em như nào và lúc gặp thì anh thấy như nào ạ? Qua mô tả, qua em nói chuyện thì em là người rất là vui tính và cũng có hài hước. Em rất là nhây ạ. Không sao, nhây cỡ nào anh cũng chịu được mà. Dạ. Tại vì em chưa có quen được anh thôi chứ anh cũng chúa nhây đó. Dạ. Dạ, anh quan niệm như thế nào về vấn đề trong tình cảm cũng như là vấn đề cuộc sống gia đình? Vấn đề tình cảm thì anh là một người rất là nghiêm chỉnh, dạ, nghiêm túc. Quan điểm của anh á là dạ, quen vâng là sẽ cưới chứ không có phải là thời gian nên chờ đợi lâu. Dạ. Như em ví dụ như quen được thì khoảng bao lâu thì ví dụ như mình kết hôn ví dụ vậy? Dạ, em nghĩ là từ 6 tháng đến 1 năm ạ. À. Anh thấy thế nào ạ? Thì anh thấy nếu mà 6 tháng đến 1 năm thì cũng cái thời gian đó là cũng khá dài. như thế nào thì không dài hả Hải? Hải muốn mấy tháng? Thì ý em nói là ý của em là 6 tháng đến 1 năm là cái thời gian là quen nhau là cũng khá lâu đó chị. Tìm hiểu được nhiều quá chị. Dạ. Bây giờ tuần mình hẹn được mấy lần, mình thích lãng mạn hay em không? Em đang sinh sống ở Sài Gòn này. Dạ vâng ạ, em sống ở quận 11 ạ. À quận 11. Dạ. Thì khi mà ví dụ như em thường thường là em rảnh là những cái giờ nào? Em thì làm việc giờ hành chính á, cho nên là sau giờ làm thì khoảng 5 hoặc 6 giờ chiều thì gần như là em cũng không có bận gì ạ. Dù công việc của anh là thường là đi công tác, đi công trình, theo công trình. Thì có nhiều công trình xa, chẳng hạn như giờ anh đang có công trình ngoài dạng Phan Thiết. Thì có thể một tuần anh về. Còn những công trình gần gần như Tiền Giang hay Long An, Tây Ninh, tất cả công trình gần á, thì sáng đi chiều về thì có thể anh chấp nhận được không? Dạ.
ra thì cái vấn đề xa hay gần hay là các cái vấn đề công tác thì em nghĩ cũng không quá mức là khó khăn lắm, bởi vì thực ra bây giờ vấn đề đi lại hay là xe cộ gì thì thực ra nó cũng rất là tiện lợi. À. Chủ yếu là quan trọng hai người có muốn gặp hay không ạ. Và ví dụ như em là một người nói chung là cũng hay cũng thích sự lãng mạn một chút, hoặc là cũng thích những cái sự quan tâm, nhưng mà anh thường xuyên đi xa như thế thì anh có sẵn sàng là giống như sẽ về thăm với mức độ thường xuyên hơn được không? Được chứ, tại vì nếu mà đã có bạn gái hay là có một người nào đó rồi thì chắc chắn là sẽ về liên tục. Em ơi, em chưa có khui đồ của bạn trai nè, khui ra coi là gì. Dạ, em xin phép được mở quà. Tặng chó đi. Dạ, món quà là một bông hoa và... khăn choàng ạ. Một cái khăn, chắc là chiếc khăn gió ấm ạ. À, chiếc khăn gió ấm. Đeo cho cô gái đi em. Anh có thể xin phép đeo khăn em được không? Dạ vâng ạ. Choàng cổ cho em nhé. Dạ. Đeo xong hát bài tặng cô gái luôn đi. Hột nhẹ thôi nha. Dạ, em cảm ơn. Hát bài nào tặng bạn gái đi. Thì anh tặng em một đoạn khúc thôi, chứ tại vì anh không có thực được nhiều. Tại ca khúc chân tình ha. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sáng mai, những nhọc nhằn chớm quên vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về em. Hay mà. Hay. Bạn gái đáp đi. Để đáp lại cái bài hát của anh thì em xin phép hát bài bài Cảm ơn tình yêu. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Chắc là như thế được rồi ạ. Hay cảm ơn mọi người. Bây giờ em hát hay quá. Bây giờ bạn trai tiến tới nắm tay bạn gái và cảm nhận nãy giờ mình cảm xúc như thế nào, nói cho bạn gái biết, mà bạn gái ngược lại cũng như thế. Nào, nếu em đồng ý thì cho anh xin phép mà nắm tay. Dạ vâng ạ. Mình đi tiếp con đường. Hai người nhìn nhau, nắm hai tay luôn, nhìn mặt đối mặt luôn. Em nói tất cả những suy nghĩ của em, cảm nhận về em từ đầu đến giờ với cô gái ấy. Thì theo cảm nhận của anh thì em là một người rất là thu hút đối với anh. Em cảm ơn anh. Ngược lại. Cái cảm nhận ban đầu thì em thấy anh Hải là người nghiêm túc ạ. Dạ, và em cũng nhìn thấy cái sự chân thành ở chỗ anh Hải. Thì em nghĩ là trong cuộc sống của mình thì cũng không phải là dễ dàng để mình có một cái cơ hội để gặp ai đó. Thì em nghĩ là mình cứ cho một cái cơ hội để tìm hiểu. Còn tất cả thì sẽ chờ vào tương lai và ở cái sự lựa chọn của hai người trong tương lai. Quan điểm của hai đứa về con cái, về hôn nhân gia đình, anh Hải suy nghĩ thế nào ạ? Theo anh thì đơn giản lắm, nếu mà làm anh thì không cần phải làm dâu hay gì cũng được. Ví dụ như em thích ở chỗ nào thì có thể là mua nhà ở chỗ đó cũng được. Còn con thì là anh muốn có mấy đứa con ạ? Thì theo anh thì một hai đứa gì cũng được, nói chung là anh cũng không có quan trọng trai hoặc gái hoặc cái gì đó, nói chung là cũng đơn giản. Là có liền không má? Cưới cái có dạ, liền cưới là có liền cũng mà được. Đúng rồi. Rồi lúc đó là sao, lúc đó còn nuôi bà bơ không hay sao? Nhưng mà các con thì cũng vẫn chăm sóc thôi, như một người con thôi. Thì em thích thì chắc chắn là anh cũng phải chịu thôi. Dạ cảm ơn anh. Rồi về ghế đi các bạn. Bây giờ các bạn cũng đã trao đổi rồi ha, chắc chắn cũng có cảm xúc đang rung động trong chính trái tim của mình. Và xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Hãy đưa ra quyết định bằng chính con tim của mình nha các bạn. Nào, bấm để chúng ta hướng tới một tương lai tốt đẹp. Quyết định. Không 3, chờ. 2, 1, hết thời gian. Nắm tay nhau thật đó, bây giờ chính thức chúng ta hẹn hò với nhau rồi đó. Hải có nhớ em tên gì không? Dạ chưa. Rối rồi, rối dạ, rồi. Em bật mí cho Hải đi. Em tên Hương ạ. Chúc mừng các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Những chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng đến đây để tìm hiểu nhau, yêu nhau nhiều hơn. Và bây giờ chúng ta đặt nụ hôn đầu tiên trong
ngày hôm nay. Rồi em xin phép em ha, không chán nha. Ê, phải. Hôm đó là giống như hôm con chào vậy đó. Hôm con á, bạn trai hôm bạn gái á là ở đây. Hôm má. Ừ, nói lại đi. Hay là biết mà ăn gian nè. Ăn gian. Ông này ăn gian. Cố tình đó chị. Cố tình đó đúng không? Trời ơi.